Vậy cho vay nặng lãi thì nhân quả sao em trai? Mỗi người mỗi suy nghĩ mọi người. Mình nhìn vào những cái điều tích cực thì mình sẽ thấy nó tích cực. Giống như việc là những cái công ty tài chính như là công ty của Ngọc á, hoặc là FE, hoặc là Home Credit này nọ, tất cả các công ty thì nó cũng được bảo hộ và là thông qua pháp luật, đúng không mọi người? Thì những cái công ty này mới tồn tại và có mặt trên thị trường, có mặt trên tất cả các nẻo đường quê hương luôn, ở đâu cũng có. Nếu mà thực sự nó là tín dụng đen hay là gọi là cho vay nặng lãi đồ đó thì người ta đã dẹp đi rồi, đúng không? Chứ người ta để nó làm cái gì, để nó tồn tại làm cái gì? Còn đối với những cái công ty tài chính khác đó nha, Ngọc không biết, nhưng mà đối với riêng công ty của Ngọc rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Khi mà mình ký trong cái bộ hồ sơ mình vay bao nhiêu, đóng bao nhiêu tháng, góp bao nhiêu, lãi suất bao nhiêu, sau khi góp nó chênh lệch bao nhiêu, lãi suất bao nhiêu phần trăm, phí như thế nào, tất cả mọi thứ đều rất là rõ ràng. Nên không có cái chuyện mà vay nặng lãi hay là vay ít lãi, tại vì thực sự mọi người, khi mà mình đã hết cái nơi để mình bán phiếu vào thì những cái công ty tài chính này nó mở cho mình một cái con đường, thì nó cũng phải có cái mức lãi suất phù hợp với nó. Nó còn trả tiền cho nhân viên hay là tất cả như rất là nhiều, thì nó cũng phải có lãi suất để nó tồn tại. Thì cái này là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi, khách hàng cũng có lợi phần khách hàng, mà công ty người ta cũng có lợi phần công ty, đúng không? Nên á, mình khoan nói là vấn đề nhân quả của mỗi người, mình nhìn vào những cái điều tích cực mà nó đem lại thôi. Mà khi mà mình đã hết cái nơi mà để mình vay tiền như là gia đình, hàng xóm, bạn bè hay là đồng nghiệp rồi đó, thì mình mới bám víu vào những cái nơi này, đúng không? Còn cái luật nhân quả thì của ai người nấy hưởng, thật sự mình không có nói được, ông trời ông đã tính hết rồi.